vẻ đẹp của cựu hoa khôi bóng truyền Kim Huệ. Kim Huệ, một trong những tượng đài của bóng truyền nữ Việt Nam, vẫn cho thấy vẻ đẹp ở tuổi 38. Cầu thủ Kim Huệ, sinh năm 1982, và sở hữu chiều cao lý tưởng 1,8m bắt đầu đến với bóng truyền năm 14 tuổi, cô gắn liền với chiếc áo số 5 của bóng truyền nữ Việt Nam, và luôn nổi bật mỗi khi trên sân với vẻ ngoài xinh đẹp. Trong sự nghiệp gần 20 năm thi đấu chuyên nghiệp, Kim Huệ gặt hái, được vô số thành tích cùng nhiều lần, được bầu là hoa khôi bóng truyền ở các giải quốc tế, được tổ chức tại Việt Nam. Năm 1999, khi mới 17 tuổi, Kim Huệ trở thành vận động viên trẻ nhất khoác áo đội tuyển quốc gia, kể từ đó, cô luôn giữ vai trò trụ cột, và, được bầu làm đội trưởng. Kim Huệ luôn thể hiện lối chơi quyết liệt trên sân. Cô là chỗ dựa tin cậy cho các đồng đội, cả về mặt tinh thần, trong sự nghiệp. Kim Huệ, đã 7 lần giành huy chương bạc SEA Games, giữ kỷ lục là nữ vận động viên bóng truyền dự 17 giải vô địch quốc gia liên tiếp, ảnh. SMM, phụ công xinh đẹp nổi tiếng với những pha chạy chiến thuật, đánh bóng một chân sau đầu, những pha kết thúc sở trường của Kim Huệ bóng đi cắm và uy lực, nhiều người hâm mộ gọi đây là pha bóng mang thương hiệu Kim Huệ. Ảnh, anh Tuấn. Năm 2017, Kim Huệ tuyên bố giải nghệ và chuyển sang làm công tác huấn luyện ở đội bóng NS City. Dù vậy, năm 2018 khi đội bóng gặp khó khăn, cô quyết định trở lại để dẫn dắt đàn em. Kim Huệ không còn ở đỉnh cao phong độ nhưng vẫn thể hiện được bản lĩnh kinh nghiệm trên sân. Ngoài thời gian gắn liền với trái bóng, cô thích đi du lịch và chụp ảnh, Kim Huệ cũng có thú vui chăm, và cắm hoa. Cô trồng nhiều loại hoa hồng quanh nhà. Hiện, Kim Huệ đã chuyển hẳn sang công tác huấn luyện, với vai trò huấn luyện viên phó của đội NS City. Ở tuổi 38, cô vẫn luôn gây chú ý trên sân bởi tên tuổi, và nét đẹp không phai mờ theo thời gian, ảnh, Việt Hùng. Sau bóng truyền, Kim Huệ mê chơi gôn. Cô cho biết môn thể thao này giúp bản thân điềm tĩnh hơn, sống chậm lại, trở thành một golfer chuyên nghiệp là ước mơ tiếp theo của Kim Huệ. Bạn nghĩ gì về tin này hãy để lại bình luận dưới video nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.